Khi con gái gần 30 mà chưa có ai giúp, gia đình sẵn sàng bật chế độ đèn xanh trợ giúp luôn. Nhà có con gái quá 30 mà chưa lấy chồng có thể gọi là ác mộng của các bậc phụ huynh. Đến thời điểm này thì chắc chắn các ông bố bà mẹ sẽ vứt hết mọi sĩ diện hay sự khó tính đi, chỉ mong sao con mình có người rước, chứ cứ để ở nhà thì sớm muộn gì cũng thành bà cô. Và trường hợp sau đây cũng vậy. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cho thấy khi bạn ế quá lâu và phản ứng của gia đình khiến ai xem cũng phải cười ná thở. Anh muốn lấy tôi á? Phải xem người nhà tôi đây này. Tao khó lắm đấy. Mày mà lấy ấy, thì tao cảm ơn. Tao thương cháu nhưng mày dám trả thì tao không nhận. Em nghèo nhưng mà anh lấy thì em cho thêm tiền. Vâng, lý thuyết là từ chối, thế nhưng thực tế lại là chấp nhận. Tưởng rằng mẹ, bà và em trai sẽ lấy lại một câu công bằng để mình có giá tí, vậy mà chẳng hiểu sao ai cũng muốn mình cưới ngay. Khi bạn muốn được ế nhưng gia đình không ai chấp nhận. Định giữ lại nhưng sợ ăn hết gạo, vậy nên phải đuổi khéo đấy. Chung cuối không làm anh em thất vọng. Ông anh nào mà nhận được sự đồng ý nhiệt tình từ phía nhà gái thế này thì chắc hạnh phúc lắm đây. Còn nhà nào mà có cô con gái quá 30 chưa ai rước thì có thể thử đổi ngay sang cách này nhá. Phản đối dựa trên cơ sở chấp nhận thì sớm muộn gì con gái cũng có người rước mà thôi. Các bạn nghĩ sao về màn gả con gái như thế này? Comment ngay cho TV Chan biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chan. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.